Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người cùng nhảy bài Ghế đẹp nhất cả khu. Ok, let's go. Về bài này thì mình cũng sẽ chia thành hai phần nhá. Về phần đầu tiên, bây giờ mình sẽ nhảy cái bộ trước. 5, 6, 7, 8. Ghế đẹp nhất là Ghế đẹp nhất 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, bây giờ thì đến với chi tiết từ động tác nhé. Đầu tiên ghẹ đẹp thì thứ nhất nhá, đầu của người hất ra sau, hất ra bên trái, đây giống như này, mình người hơi nghiêng về phía phải, được chưa? Động tác đầu tiên, đầu hất ra sau như thế này, đồng thời tay phải đặt về ngực và sau đó lướt xuống một chút như thế này, được chưa? Thứ hai là chân trái người dậm xuống để đồng thời hất đầu ra sau và sau đó này đưa ngực lên thì đổ cái người về ra sau như này và lướt tay xuống đến hông thì thẳng người lên, được chưa? Bạn sẽ làm sóng ở phía trên nhá, từ ngực này đổ người và khựng lại ở hông, hiểu không? Được chưa? Đặt 5, 6, 7, 8 lần đồng thời đổ xuống hông. Tiếp theo đến đây thì các bạn sẽ phải dần ngực lên cho mình hai lần, thật mạnh lên để tay có thể để ở đây và sau đó dần ngực lên hai lần như thế này. Tiếp theo đưa chân trái lên đồng thời đặt cái tay phải và đầu gối chạm nhau như này và sau đó chỉ thẳng như này, được chưa? Chỉ cái hướng tay xuống như này mình nhá, thì thẳng lên và sau đó mọi người sẽ làm động tác không lướt qua phải qua trái. Về động tác này mình sẽ chỉ riêng nhé. Đầu tiên đổ người qua phải, nhấc chân trái lên để mình đẩy cái hông lên và sau đó nhấc chân ra khỏi mặt đất thì thả hông xuống như này. Lại nhá, đổ qua phải, nhấc, thả ra, được chưa? Tương tự đổ qua trái, nhấc, thả chân ra. Đó, bây giờ các bạn tiết chế lại một xíu, không thả chân lên thẳng như này, chỉ thả đó, nhẹ ở mặt đất như thế thôi. Lại nhá, đổ qua phải, lên hông, thả ra, tiếp đổ trái, lên hông, thả, nối vào nhau. Được rồi, được chưa? Bây giờ này các bạn về động tác như thế này thì cố gắng mình sẽ không đổ người nữa mà sẽ làm luôn từ hông để lên, thả, tiếp theo để lên, thả. Đó, chỉ làm cái hai phần hông như này thôi, được chưa? Làm cho mình hai lần, đẩy bên trái trước sang, tiếp theo đẩy bên phải sang. Ok, và sau đó này tay chỉ bên trái, vai trái chỉ sang vai phải và chặn ở cổ tay hai nhau giao nhau này, đẩy vào và đẩy vào, tiếp theo đặt chỗ khác, đẩy vào, đẩy vào. Ok bạn nhá, đây chặn đầu gối, chỉ nhấc sang phải, nhấc qua trái, tiếp theo đặt đây em vào đổ chỗ khác. Rồi đối với động tác tay chỉ vai này, vai gập ở đây và gập ở đây thì phần hông mọi người sẽ như sau. Động tác trước là các bạn đang đi hông như này đúng không? Đang dừng ở phía hông bên trái thì đặt luôn hông bên trái và hơi đổ người sang phải cho mình, đẩy hông trái này, đổ người vào phía chân và đối lập lại như này và sau đó lại đây và sau đó lại đó như này. Chỉ khác này là khi các bạn làm động tác này thì hông các bạn bên ngược lại đúng không? Các bạn phải đẩy cho mình hai lần lên cùng với cái tay ấy, đẩy hông lên và đẩy hông lên. Ok, còn đối với động tác này thì hông chỉ cần đưa sang phải và đưa sang trái thôi. Rồi này, đưa đẩy này, tiếp. Ok, còn thành nốt động tác nhá, người về thẳng, tay đang chéo và như thế nào. Ok, xong bây giờ mình sẽ vào nhịp này. 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6 và 7 và 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ thì mình sẽ đến nhịp nhanh hơn nhá. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Về bạn thứ nhất thì bạn lưu ý động tác cuối cùng cho mình khi đánh chéo hông như thế này, được chưa? Bây giờ các bạn lướt cho mình cái tay xuống ra như thế này, hoặc là các bạn vẫn giữ nguyên đều được. Đây, đấm bình thường hoặc là đấm chỉ tay xuống nhá. Đây, như thế này, đều được nhá. Và tiếp theo, đến với bạn tiếp theo thì mình sẽ nhảy đến một chút từ đây. Nắm đấm nhá. 7, 8, 1, 2, 3, 4, đẩy 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết. Ok, bây giờ thì chi tiết từ động tác sẽ như sau. Động tác trước này, động tác trước mình sẽ nắm đấm nhá, đấm vào ra. Bây giờ các bạn đổ tay xuống, chọc xuống và sau đó móc lên như thế này, vỗ tay ở trên, được chưa? Và đổ cho mình tay phải xuống, đổi và đổ, được chưa? Rõ tay rồi nhá. Bây giờ đến phần hông thì như sau. Chọc xuống này, lên, vỗ. Khi tay phải xuống thì các bạn trùng chân xuống cho mình. Và sau đó hất phần hông bên phải lên. Để hất phần hông bên phải lên, các bạn đưa cái gót chân ra nhá, đưa gót chân, đồng thời để hông lên, được chưa? Làm đồng thời hai động tác này. Đưa lên, vỗ tay, chọc xuống, hất, về, đổi, hất, về, đổi, hất và hai lần ở đây. Ok, rồi bây giờ nối vào nhá. 5, 6 này, đây này, ra này, chọc xuống, lên, vỗ xuống, không phải, không trái, hai lần phải. Ok, tiếp theo thì các bạn sẽ làm sóng ngực. Nhớ là nghiêng người qua bên trái. Ok, đúng đấy. Và sau đó này, dẫn chân tại chỗ và các bạn làm động tác như sau. Chân thì dẫn tại chỗ nhá, một tay chân như sau này. Đưa dáng tay xuống cho mình và một tay để đến trước, cái trái để đến trước đi, sau đó tay phải. Được. Cứ làm lần lượt cho mình đến 4 lần. 5, 6, 7, 8. Ok, vậy thì mình sẽ nhìn cho bạn phần thứ 2 nhá. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 xuống, 5 và 6 và 7 và 8. 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8. Rồi như vậy là mình đã vừa học xong hai đoạn của bài cái đẹp. Bây giờ mình xin nối cho bạn và chỉnh cả bài nhá. Nhịp này, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 và 8. 1, 2 và 3 và 4, 5 và 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 và 5 và 6 và 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ mình sẽ ghép cho các bạn nhìn nhanh hơn và có khi mình sẽ chép lời nhé. 5, 6, 7, 8. Ghệ đẹp nhất cả khu. Ta 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 ta. Ghệ đẹp ta 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 ta. Ta 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 ta. Ghệ đẹp ta 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 ta. Ghệ đẹp ta 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 ta. Ây, ây. Rồi xong, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài ghệ đẹp nhất cả khu của mình. Thì mình rất mong là mọi người sẽ học vào bài này xong sớm được bài nhảy này. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Rất mong là mọi người sẽ yêu thích và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha.